đến với buổi giao lưu của chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới vào tối ngày 18 tháng 8. Tiến sĩ bác sĩ Mancuso chia sẻ niềm xúc động. Với vai trò là một người thầy đồng hành cùng bác sĩ Tú Dung trên con đường học tập và cống hiến, bác sĩ Sơ sẽ cùng bác sĩ Dung và Hoa hậu quốc tế Hương Giang thực hiện vai trò chọn ra thí sinh được hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều tâm thư đăng ký tham gia chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới của đông đảo khách hàng. Tiêu chí lựa chọn các thí sinh tham gia mà chúng tôi đặt ra là những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống do ngoại hình không được hoàn thiện. Nhưng luôn cố gắng vượt lên chính mình và không đánh mất đi nụ cười. Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn trao hy vọng, sự tự tin cho những ai mong muốn có cơ hội thay đổi ngoại hình để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau khi nghiên cứu thận trọng trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả, tiến sĩ bác sĩ Mancuso đã công bố thí sinh tiếp theo được chọn hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí từ 50 đến 100%. Trong đó, đặc biệt nhất là thí sinh Lê Thị Mỹ Loan bị u mạch máu đà bào từ nhỏ. Đến năm 2007, sau khi trải qua phẫu thuật thì gương mặt bị cắt bỏ một phần cơ nên mặt dị dạng. Thấu hiểu cho hoàn cảnh đáng thương và tình trạng khiếm khuyết nặng của thí sinh, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung quyết định trao tặng suất hỗ trợ phẫu thuật 1 tỷ đồng và sẽ được tiến sĩ bác sĩ Mancuso hỗ trợ cố vấn chuyên môn kỹ thuật thông qua việc hội chẩn tại Hàn Quốc. Đối với những trường hợp khó không thể tiến hành tại Việt Nam, thì JW tại Hàn Quốc của chúng tôi sẽ tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật. JW tại Hàn Quốc có nhân viên tiếng Việt là người sẽ hướng dẫn chăm sóc thường xuyên để khách hàng không gặp khó khăn trong suốt thời gian lưu trú tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm phong phú trong tái phẫu thuật, JW tại Hàn Quốc còn là bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tái phẫu thuật khó được các bác sĩ trong và ngoài nước giới thiệu. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn tự tin trong việc chỉnh sửa những ca tái phẫu thuật khó. Giám đốc hệ thống JW toàn cầu sẽ sát cánh cùng JW Việt Nam trong công tác phẫu thuật thiện nguyện vì cộng đồng. Từ đây, những nhân vật khiếm khuyết nặng trong chương trình Nhan sắc mới, khởi đầu mới sẽ có cơ hội được các bác sĩ Hàn Quốc uy tín thực hiện hội chẩn và hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ tại nước ngoài. Sự kiện đã thực hiện theo đúng mục tiêu của bệnh viện, mong muốn mang công nghệ thẩm mỹ tiên tiến từ Hàn Quốc sang Việt Nam, giúp khách hàng Việt có cơ hội làm đẹp như sao Hàn ngay tại nước nhà, đồng thời phát huy thế mạnh của thương hiệu thẩm mỹ vì cộng đồng.